anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi quan trọng một đôi với em. Yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục lại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tình muốn gì. Rồi nói cho em nghe một câu thôi. Hải Phòng trong tôi là những trường hợp em ả đạp xe dạo các tuyến phố và ngắm cảnh phượng rơi. Hải Phòng là như thế, có trước có sau, có nghĩa có tình. Hải Phòng là không qua loa hời hợt. So với các thành phố khác thì nhịp sống ở Hải Phòng chậm rãi hơn rất nhiều. Hải Phòng luôn là nơi mang lại cho mình cảm giác bình yên nhất. Hải Phòng trong mình thực sự rất là thân thương. Với mình, người Hải Phòng thì luôn luôn sống hết mình và luôn luôn quậy hết mình. Đối với Hải Phòng là thành phố của ước mơ, là thành phố nơi sinh ra ước vốn, là nơi em lớn lên và sinh ra, là nơi em sẽ mang theo suốt cả cuộc đời. Nghĩ về Hải Phòng thì em nghĩ về mẹ, nghĩ về học vườn của mẹ. Và rất nhiều lần khi mà xa quê đi thì em thấy em rất là muốn bắt xe về Hải Phòng với mẹ ngay. Bởi vì em là con một nên là em rất mong muốn được ở bên mẹ. Chân đi vào ký ức những kỷ niệm xa xôi để nghe thành phố lời hát đưa tôi vào đời. Tôi yêu thành phố tuổi thơ của tôi tựa như cô chân đi vào ký ức những kỷ niệm xa xôi để Hải Phòng mãi mãi là quê hương của tôi. Hải Phòng 6 năm rực rỡ, tiếp tục rực rỡ, rực rỡ, rực rực rỡ. Hải Phòng là không đường vòng. Hải Phòng ơi!